xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Mỹ bắt cáo buộc Ukraine đứng sau vụ bạo loạn chống Do Thái ở Dagestan của Nga. Ukraine nêu tiết lộ lý do không thể sử dụng hiệu quả vũ khí phương Tây. Ukraine cảnh báo Nga không kết khắp lãnh thổ, bắn rơi hàng chục UAV Nga trong đêm, Tình báo Ukraine nói về sự xuất hiện của các nhóm ở Nga muốn lật đổ điện Kremlin. Bản đồ Ukraine cho thấy những bước tiến của Kiev theo hai hướng chính. Tên lửa tấn công căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea. Và bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thì người mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Mỹ bác cáo buộc Ukraine đứng sau vụ bạo loạn chống do Thái ở Detristan của Nga. Quý vị thân mến, theo The Guardian, Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Điện Kremlin rằng Ukraine và phương Tây đứng đằng sau giật dây cuộc bạo loạn chống do Thái tại một sân bay ở Detristan một số quan chức của Nga, bao gồm cả chính nhà lãnh đạo Vladimir Putin, vừa đổ lỗi cho Ukraine và các cơ quan đặc vụ phương Tây dàn dựng hành động khiêu khích sau khi một đám đông giận dữ xông vào sân bay Makhachkala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, để tìm kiếm hành khách do Thái trên máy bay đến từ Israel. Tổng thống Putin nói trong một cuộc họp trên truyền hình ngày 30 tháng 10, các sự kiện ở Makashkala xảy ra vào đêm 29 tháng 10, được sử dụng thông qua mạng xã hội, đặc biệt là từ Ukraine, bởi bàn tay của các đặc vụ phương Tây. Đáp lại, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 31 tháng 10 rằng phương Tây không liên quan gì tới chuyện này, đây chỉ là sự cam ghét, cố chấp và đe dọa, thuần tí và đơn giản. Ông Kirby nhấn mạnh vụ việc xảy ra ở sân bay Makashkala tương tự như các cuộc tấn công chống người Do Thái. Một số người sẽ so sánh vụ việc với các cuộc tàn sát vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, và tôi nghĩ đó có lẽ là một cuộc mô tả phù hợp dựa trên đoạn video mà chúng tôi đã xem. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller gọi cáo buộc của Nga về sự liên quan của Ukraine trong vụ bạo lực tại sân bay Makashkala là vô lý và kêu gọi chính quyền Nga công khai lên án các cuộc biểu tình bạo lực đồng thời đảm bảo an toàn cho người Israel và người Do Thái ở Nga. Cộng hòa Dagestan là khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống ở Bắc Kapska. Vào tối ngày 29 tháng 10, sân bay Moskoskala của Dagestan chứng kiến tình trạng bạo loạn chưa từng thấy khi hàng trăm người xông vào đây để truy lùng người Israel trên chuyến bay từ Tel Aviv. 20 người bị thương, ít nhất 60 người đã bị bắt sự việc trở thành cú sốc chính trị và an ninh lớn thứ hai ở miền nam nước Nga trong năm nay, sau vụ nhóm quạt nền nổi loạn vào ngày 24 tháng 6. Trước đó, một số vụ phản đối Israel ở khu vực phía bắc Kapska của Nga đã diễn ra trong những ngày gần đây. Những động thái này là phản ứng đối với các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Ukraine tiết lộ lý do không thể sử dụng hiệu quả vũ khí phương Tây. Tạp chí Time của Mỹ dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, quân đội nước này đang thiếu nhân lực nghiêm trọng và điều đó đã cản trở khả năng của họ nhằm sử dụng hiệu quả các loại vũ khí do phương Tây tài trợ. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, một số quan chức tại Kiev cho rằng, sở dĩ quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc đẩy lùi các lực lượng Nga là do tốc độ chuyển giao vũ khí chậm chạp của Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, trong báo cáo của The Times, một trợ lý thân cận của Tổng thống Zelensky đã nêu bật vấn đề khác. Quan chức này cho biết rằng, chúng tôi không có đủ nhân lực để sử dụng chúng. Mặc dù Ukraine không tiết lộ số binh sĩ thương vong trong chiến sự, nhưng phương Tây ước tính con số này vào khoảng 100.000 người. Hiện Ukraine đang cố gắng kêu gọi và vận động người dân tham gia nhập ngũ. Theo Kiev Independent, khi chiến sự kéo dài. Nhiều chỉ huy Ukraine bày tỏ lo ngại về việc thiếu lực lượng chiến đấu và phải đưa những người chưa qua huấn luyện ra chiến trường. Đây không phải lần đầu tiên Kiev đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự. Vào tháng 4 vừa qua, Ukraine đã đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải bổ sung nhân lực để chuẩn bị phát động cuộc phản công lớn sau khi chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc giao tranh tại Bakhmut. Kể từ khi phát động cuộc phản công vào tháng 6 cho đến nay, Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào. Trong khi đó, phương Tây đang có dấu hiệu mệt mỏi trong nỗ lực viện trợ cho quốc gia này. Ukraine cảnh báo Nga không kích khắp lãnh thổ, bắn rơi hàng chục UAV Nga trong đêm. Lực lượng không quân Ukraine đã cảnh báo mối đe dọa về việc người nga thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed và tên lửa đạn đạo trên hầu hết các tỉnh của Ukraine. Đặc biệt, vụ phóng UAV tấn công Shahed đã được báo cáo từ tỉnh Belgorod của liên bang nga và miền nam Ukraine. Lực lượng không quân kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các vùng Bihorlyev, Kirovograd, Botov và Kharkiv. Sau nửa đêm ngày 1 tháng 11. Không quân Ukraine báo cáo về sự di chuyển của máy bay không người lái Nga theo các hướng khác nhau. Vào lúc 2 giờ sáng, một số nhóm máy bay không người lái tấn công đang ở các tỉnh Vinnytsia và Khmelnytsky hướng về phía tây. Đường đi của chúng có thể thay đổi. Cảnh báo không kích được đưa ra ở tất cả các khu vực ngoại trừ Vinnytsia và Khmelnytsky. Sau 2 giờ, một số nơi lại tiếp tục cảnh báo không kích. Sau đó, Ukraine cho biết trong đêm 31 tháng 10, rạng sáng 1 tháng 11. Tổng cộng là 18 trong số 20 máy bay không người lái tấn công Shahed 136131 đã bị bắn rơi. Một tên lửa dẫn đường KH-59 cũng bị phá hủy. Các máy bay không người lái của Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Tên lửa KH-59 và một số máy bay không người lái Shahed được phóng từ tỉnh Kursk của Nga, trong khi số UAV còn lại của Nga tấn công từ phía đông nam, cụ thể là Pri-Moscow, attacks ở Nga. Lực lượng không quân cho biết các UAV tấn công đã bị phá hủy dọc theo tuyến đường theo dõi của họ. Máy bay chiến thuật, các đơn vị tên lửa phòng không và các nhóm bắn cơ động của không quân cùng với lực lượng phòng không Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Tình báo Ukraine nói về sự xuất hiện của các nhóm ở Nga muốn lật đổ Điện Kremlin. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết về việc xuất hiện các nhóm ở Nga muốn lật đổ chế độ của tổng thống Vladimir Putin. Nói về mối liên lạc với các đảng phái trên lãnh thổ Liên bang Nga và mức độ ủng hộ Ukraine của người Nga, đại diện của Tổng cục tình báo quân đội Ukraine, Andriy Yusup, lưu ý trên sóng truyền hình thông tin rằng có nhiều tầng lớp khác nhau, các nhóm đang nuôi dưỡng ý định muốn lật đổ ông chủ Điện Kremlin hiện tại. Ông Yusup nói rằng Putin đang gặp phải đủ loại chiến sự nội bộ, tôn giáo, sắc tộc, lãnh thổ và có rất nhiều người muốn lật đổ chế độ của Putin. Họ muốn điều tốt đẹp cho lãnh thổ của mình và lên án nạn diệt chủng chiến tranh chống lại Ukraine. Theo ông thì những người này nhận ra rằng đơn giản là họ không còn phương pháp đấu tranh nào khác ngoài vũ trang. Họ cũng hiểu nhu cầu hợp tác, đặc biệt là với lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine. Ông Yusuf nói thêm, Tất nhiên, những nhóm như vậy được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ của Liên bang Nga, đặc biệt là lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine. Tình báo Ukraine tích cực tương tác với các nhóm như vậy, và đây là một quá trình hoàn toàn bình thường. Chúng tôi bảo vệ đất nước của mình khỏi sự xâm lược của Nga, và họ bảo vệ tầm nhìn của mình về một quê hương khác sau chế độ của Putin. Như Union đã đưa tin, một tiểu đoàn Siberia được thành lập trong lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm toàn bộ công dân Liên bang Nga, hàng chục người Nga và đại diện các dân tộc thiểu số của Liên bang Nga đã đến Ukraine để gia nhập hàng ngũ quân đội Ukraine phục vụ trong tiểu đoàn. Trong số đó có người Yakuts và Buryats, những người coi chiến thắng của Ukraine là cơ hội để giành độc lập khỏi Nga. Trước đây có thông tin cho rằng, trong trường hợp Tổng thống Nga Putin qua đời hoặc bị lật đổ, Điện Kremlin sẽ mặc nhiên do Thủ tướng Mikhail Mishustin tạm thời đứng đầu. Đồng thời, Hội đồng Liên bang Nga sẽ có 14 ngày để công bố bầu cử tổng thống sớm. Trong số những ứng cử viên có thể thay thế ông Putin, đặc biệt có cựu tổng thống Dmitry Medvedev, một thành viên thân cận nhất của Putin, Sergei Karyenko, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Mikola Patrushev, những gợi ý khác về khả năng có một nhà lãnh đạo mới của Điện Kremlin trong trường hợp ông Putin qua đời, bao gồm thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, cựu vệ sĩ Oleksiy Dodyumin và người đứng đầu chính quyền của ông Dmitry Kosak. Bản đồ Ukraine cho thấy những bước tiến của Kiev theo hai hướng chính. Theo viện nghiên cứu chiến tranh, lực lượng Ukraine đã giành được nhiều thắng lợi ở hai khu vực tiền tuyến, nơi đã lập bản đồ những bước tiến mới nhất chống lại quân đội Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công gần mất ở tỉnh Donetsk và các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol ở phía tây của tỉnh Zaporizhia. Viện nghiên cứu chiến tranh vào ngày thứ hai cho biết quân đội của Ukraine đã tiến gần bác mất với các đoạn phim được định vị địa lý cho thấy những bước tiến xung quanh Korymivka một khu định cư nằm cách thị trấn đang xảy ra giao tranh ác liệt khoảng 6 dặm về phía tây nam. Tái chiếm Bakhmut bị Nga chiếm giữ vào tháng 5 là một trong những mục tiêu trong cuộc phản công của Ukraine được phát động vào tháng 6, với mục tiêu chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng chỉ tiến triển từng bước. Tướng Alexander Shishky của Ukraine chỉ huy các hoạt động lực lượng mặt đất Ukraine ở phía đông ngày thứ hai báo cáo rằng Moscow đã tăng cường lực lượng tại khu vực Bakhmut chuyển từ phòng thủ sang hoạt động tích cực. Tướng Sikhsky cho biết, tình hình ở mặt trận phía đông đang gặp nhiều thách thức khi Nga leo thang các hoạt động ở khu vực Kupian, nơi lực lượng của họ tiến hành các cuộc tấn công từ nhiều hướng. Trong khi đó, đoạn phim được định vị địa lý từ Chủ nhật cho thấy Ukraine đã giành được lợi ích cận biên ở phía tây thị trấn Robotin ở vùng phía tây Zabrychia. Theo ISW hiển thị tình hình trên một bản đồ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày thứ hai cho biết, quân đội của họ đang gây tổn thất cho lực lượng Nga ở phía nam Bắc Mút. Trong khi các nguồn tin Nga cho biết Ukraine đã cố gắng vượt ra ngoài tuyến đường sắt giữa Klitschivka và Andriyivka, phía tây nam Bắc Mút, nhưng lại không thành công. Một bản đồ khá của ISW cho thấy những bước tiến của Ukraine trong khu vực này ở khu vực phía nam của mặt trận, với đồ họa nêu bật bước tiến của Kiev ở phía đông tuyến đường sắt gần thị trấn Kyudymivka, phía đông Andriyivka. Điều này xảy ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo cho rằng Nga đã thay đổi lãnh đạo ở tỉnh Kherson bị chiếm đóng, nơi Đại tướng Mikhail Teplinsky, phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine đã thay thế Đại tướng Oleg Makarevich. Các blogger quân sự của Nga cho rằng Makarevich đã bị cách chức vì cung cấp báo cáo sai sự thật cho cấp trên về tình hình thực địa. Các quan chức quốc phòng của Anh ngày thứ Ba cho biết, Tablinsky có thể được quân đội của Nga đánh giá cao sau khi rút quân thành công khỏi phía tây của sông vào tháng 11 năm 2022 trong cuộc rút lui ra khỏi Kherson. Đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine qua sông và giữ lãnh thổ ở Kherson bị chiếm đóng vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của lực lượng Nga ở Ukraine. Bộ Quốc phòng của Anh cho biết trong bản cập nhật hàng ngày và việc bổ nhiệm Tablinsky có thể là một dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng tăng đối với Nga. Lực lượng bảo vệ khu vực Newsweek đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. Tên lửa tấn công căn cứ không quân Saki của Nga ở Crimea Dữ liệu vệ tinh xác nhận của tấn công vào sân bay của Nga ở Crimea, dấu vết cháy được ghi lại gần đường băng của sân bay Saki ở Novo Fedorivka ở Crimea bị tạm chiếm theo ảnh vệ tinh, trước đó không có đám cháy nào xảy ra vào ngày 28 tháng 10, nhưng vào ngày 31 tháng 10, một số vụ cháy đã được chú ý. Điều này đã được báo cáo bởi nhóm giám sát Queen Crimean dựa trên dữ liệu vệ tinh. Họ nói rằng sân bay có thể cũng là mục tiêu trong cuộc tấn công tên lửa và bán đảo. Lực lượng Ukraine đã tấn công thành công các hệ thống chiến lược của Nga ở Crimea vào đêm 30 tháng 10. Hệ thống này có tầm quan trọng rất lớn đối với hệ thống phòng không tổng thể. Lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATMS ở Crimea. Cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine bảo đảm rằng không còn nơi nào an toàn cho quân xâm lược Nga. Tình báo Ukraine đang theo dõi hoạt động của những kẻ xâm lược. Bây giờ họ đang triển khai bổ sung các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa ở Crimea bị chiếm đóng tạm thời. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư btv gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.